mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phái thực tập công đức vô tướng. Thiên đường là nơi tuyển Phật, thiên đường còn là mảnh ruộng phước để ta gieo trồng công đức. Rằng chỉ ngồi tĩnh tọa trong giây lát còn hơn xây hàng sa tháp bảy báu. Tại sao ta có thể nói như vậy được? Bởi việc xây dựng chùa tháp chỉ là công đức có hình tướng. Trong kinh Kim Cang có câu: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Tạm dịch: Phàm có tướng đều là hư vọng, nếu thấy mọi tướng không là tướng tức thấy Như Lai. Công đức do ngồi tĩnh tọa dù trong chốc lát cũng không bao giờ mất. Các người nói: À vậy tôi khỏi phải làm những công đức ở bên ngoài, tôi chỉ làm công đức bên trong. Nghĩ như vậy là sai. Quý vị vừa phải lập công và vừa tu đức, cho tới lúc công đức được trọn vẹn, phước và huệ đều viên mãn thì mới thành lưỡng túc tôn được. Lưỡng túc tôn tức là bậc đã hoàn thành cả phước lẫn huệ. Nên nhớ rằng xây dựng chùa miếu thì chùa miếu lâu ngày cũng sẽ bị biến hoại theo thời gian. Tạo được tháp, tháp cũng bị cháy tiêu khi có hỏa hoạn. Duy chỉ nhờ ngồi tĩnh tọa tham thiền là quý vị có thể đào luyện tam bảo có tự tánh đến chỗ thành tựu. Đó là công đức vô lậu, bất chấp mọi thứ gió mưa, hỏa hoạn, muôn đời không mất. Do đó, công đức vô tướng có giá trị gấp muôn vạn lần hơn công đức hữu tướng. Trong thiền đường, nếu quý vị có thể xả bỏ mọi thứ vọng tưởng vẩn vơ, lấy tâm chân thật để tham thiền, thì công đức ấy là vô lượng. Ngược lại, nếu quý vị không làm được như vậy thì chẳng có ích lợi gì, cho nên có câu nói, công đức tĩnh tọa dù trong giây lát còn có giá trị hơn là công xây tháp nhiều như số cát sông Hằng. Quý vị đến đây tham dự thiền tháp đều là những người có sẵn căn lành nên mới gặp được nhân duyên này để cùng nhau tham thiền. Này chúng ta hãy giữ lòng thanh tịnh, đừng theo lối tâm viên ý mạ, nghĩa là để cho tư tưởng chạy theo cảnh bên ngoài như khỉ cuồng ngựa hoang. Như vậy là không đúng với đạo, bỏ uổng thời gian 7 ngày trôi qua, không có ích lợi gì, chỉ là cô phụ chính lòng mình và không đạt được ý nguyện lúc ban đầu. Phải tìm cách chế ngự vọng niệm cho tâm được an tịnh, rằng tâm thanh trăng hiện đáy nước, ý định trời không vận mây. Nhằm mục đích này, sang năm, tức là vào năm 1982, một khóa thiền thất kéo dài 10 tuần sẽ được cử hành, thời gian tĩnh tọa là 70 ngày. Hiện nay trên toàn thế giới không thể kiếm ở đâu ra một đạo tràng mà người ta tham thiền trong 70 ngày liên tục như vậy. Mục đích của chúng ta ở Vạn Phật Thánh Thành là muốn cải biến thời mạt pháp thành thời chánh pháp, nên chúng ta mới xả thân mạng dụng công tu đạo. Nếu như ai có thực lòng muốn tu đạo thì chỉ ở Vạn Phật Thành là họ mới có được cơ hội này. Các nơi khác thì tu hời hợt công phu chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Theo tên danh nghĩa thì cũng là thiền thất, nhưng trong thực tế thì thời khóa biểu không giống nhau. Tại Vạn Phật Thành trong khóa thiền thất thì từ 2 giờ rưỡi sáng đã bắt đầu đi thiền hành, rồi tọa hương làm liên tục như vậy cho tới 12 giờ đêm mới nghỉ. Và trong khoảng thời gian này chỉ có 1 tiếng đồng hồ là dùng để nghỉ ngơi mà thôi. Đây là quy lệ của chúng ta trong khóa thiền thất. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说。